Rồi trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào một công việc rất quan trọng và chúng ta sẽ cố gắng làm công việc này thật tốt, đó là luyện tập phương trình lực giác cơ bản. Thì thầy sẽ trao đổi với các bạn một số nội dung như sau. Nội dung thứ nhất, đó là chúng ta sẽ làm những bài tập như thế này. Thầy xét ví dụ số 1. Trong các buổi học trước thì chúng ta đã làm với phương trình lượng giác cơ bản, ví dụ như là sin x bằng 1 phần 2, sin x bằng 1 phần 2, bằng việc chúng ta dùng đường tròn lượng giác. Để bỏ bên mic. Đấy, các bạn có trục sin này. Sau đấy các bạn lấy 1 phần 2 trên trục sin. Các bạn nhìn sang bên trái và nhìn sang bên phải. Chúng ta sẽ thấy là cái đường tròn này, cái đường thẳng này cắt đường tròn lượng giác tại hai điểm. Các bạn sẽ đọc được số đo, nó là pi trên 6 và 5 pi trên 6. Và chúng ta viết nghiệm như sau. Tương đương với x bằng pi trên 6 cộng 2k pi và x bằng 5 pi trên 6 cộng 2k pi, mở ngoặc k trục z. Đây là những nội dung mà chúng ta được làm việc và luyện tập trong hai buổi học hôm trước. Vậy buổi học hôm nay có gì đặc biệt? Thì thầy giải thích với các bạn những thứ đặc biệt như sau. Thứ nhất, chúng ta xét ví dụ số 2. Là thay bằng cái ẩn x. Thay bằng ẩn x. Thì hôm nay cái ẩn x này nó sẽ phức tạp Ví dụ, chúng ta sẽ giải phương trình là sin của 2x trừ pi trên 3 bằng 1 phần 2. Thì khi đấy các bạn vẫn coi cả cái biểu thức này. Các bạn vẫn coi cả biểu thức này nó là x nhé. Khi các bạn coi cả cái biểu thức này là x thì các bạn thấy nó giống hệt ví dụ số 1. Do đó chúng ta sẽ viết lời giải như sau. Tương đương với 2x trừ pi trên 3. Nhìn vào đường tròn lượng giác thì nó chính là pi trên 6 cộng 2k pi và 2x trừ pi trên 3 bằng 5 pi trên 6 cộng 2k pi. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra được cái ẩn x này. Như vậy thầy chuyển chuyển vế này. Chuyển pi trên 3 sang bên này, chuyển pi trên 3 sang bên này. Thì chúng ta sẽ được 2x bằng pi trên 3 chuyển sang bên này là pi trên 3 cộng pi trên 6 cộng 2k pi. 2x bằng pi trên 3 cộng 5 pi trên 6 cộng 2k pi. Rút gọn chúng ta được kết quả như sau. 2x bằng pi trên 3 cộng pi trên 6 thành pi trên 2 cộng 2k pi. Ở phía dưới 2x sẽ bằng 7 pi trên 6 cộng 2k pi. Sau đó chúng ta chia cả hai vế cho 2 để tìm ra x. Pi trên 4 cộng k pi. Chia cho 2 thì là 7 pi trên 12 cộng k pi. Mở ngoặc k trục z. Và như vậy chúng ta đã giải xong cái phương trình lượng giác. Có thể thấy rằng cái việc giải những phương trình lượng giác trong buổi học hôm nay nó phức tạp hơn buổi học hôm trước một chút, khi chúng ta cần phải làm thêm cái hành động đó là biến đổi để tìm ra ẩn x.
Đây là nội dung đặc biệt đầu tiên khác với hôm trước mà các bạn cần lưu ý. Chu Thị Linh ghi xong báo cho thầy Chu Thị Linh nhé. Ghi xong rồi ạ. Ok. Thầy xét ví dụ số 3. Giả sử chúng ta phải giải phương trình sin x bằng sin của 3x trừ pi trên 2 hoặc trừ pi trên 3 bằng sin của 2x cộng pi trên 6. Đây giả sử chúng ta phải giải phương trình này. À thế thì trong cái tờ bài tập của các bạn ấy thì thầy có ghi ra một cái công thức như sau. Đây thầy sẽ dán sang bên cạnh để các bạn nhìn nhé. Rồi. Đấy các bạn nhìn thấy cái công thức này này. À, đây chính là cái công thức mà thầy có viết ở trong cái tờ bài tập của các bạn. Thì nhìn công thức này và cái ví dụ số 3 thầy vừa đưa ra, các bạn thấy nó giống hệt nhau. Vậy thì A đóng vai trò là biểu thức nào? Đây chính là A này các bạn này. Và đây chính là B này. Đấy các bạn phát hiện ra nhé. Đây là B này. Rồi áp dụng cái công thức mà chúng ta vừa đặt ra, chúng ta được phương trình tương đương với hoặc A bằng B chính là 3x trừ pi trên 3 bằng B là 2x cộng pi trên 6 cộng với 2k pi. Hoặc 3x trừ pi trên 3 bằng pi trừ B chính là pi trừ đi mở ngoặc 2x cộng pi trên 6 rồi cộng với 2k pi. Mục tiêu của chúng ta là bây giờ chuyển ẩn x về một vế, chuyển những cái góc còn lại về một vế rồi tìm ra x tương đương với chuyển 2x sang bên này thì chúng ta còn x, chuyển âm pi trên 3 sang bên này thì chúng ta được pi trên 3 cộng pi trên 6 cộng 2k pi. Đấy các bạn chuyển pi trên 3 sang và chuyển 2x sang nhé. Đấy. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ thấy là chuyển 2x sang bên này thì là 3x cộng với 2x sẽ bằng là pi trên 3 cộng với pi trừ pi trên 6 cộng với 2k pi. Đến đây chúng ta sẽ tương đương với ở phía trên thì x sẽ bằng pi trên 2 cộng 2k pi. Ở phía dưới sẽ là 5x bằng pi trên 3 trừ pi trên 6 thì còn là pi trên 6. Pi trên 6 cộng pi là 7pi trên 6. Các bạn có thể nhẩm hoặc bấm máy tính tùy thích nhé. Cái nghiệm đầu tiên chúng ta giữ nguyên. Ở phương trình thứ hai các bạn chia cả hai vế cho 5 thì chúng ta sẽ được x bằng 7pi chia cho 6 rồi lại chia cho 5 thành chia cho 30 cộng với 2k pi trên 5. Vậy k thuộc z. Và như vậy chúng ta đã giải xong phương trình. Và đây chính là ví dụ số 3.
Diệu Lê ghi xong báo cho thầy Diệu Lê nhé. Rồi, thầy cảm ơn Diệu Lê. Diệu Lê ghi xong rồi. Chúng ta xét ví dụ số 4. Ví dụ số 4. Giả sử các bạn phải giải phương trình đó là sin x. Xin lỗi, sin 2x bằng cos của x chẳng hạn. Cos của x chẳng hạn. Vậy thì cái cấu trúc mà chúng ta cần quan tâm ở đây là gì? À, các bạn quan sát cấu trúc của nó này. Đó là sin của biểu thức A và bằng cos của biểu thức B. Thì bước đầu tiên các bạn sẽ biến đổi như thế này cho thầy. Đó là sin của biểu thức A sẽ bằng sin của pi trên 2 trừ b các bạn nhé. Pi trên 2 trừ b. Đấy, sin của pi trên 2 trừ b. Hoặc là để cho dễ hiểu hơn và nó phù hợp với cái nội dung phía trên thì thầy sẽ sửa cái chữ b này thành chữ c này. Đấy thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Đây là C này. Đây là C này. Thế thì đến đây thì phương trình nó sẽ có dạng là gì? Là sin của A bằng sin của B. Và kết luận nghiệm ở đây là A bằng B cộng 2K pi theo cái mẫu ở trên. Và A bằng pi trừ B cộng với 2K pi mở ngoặc K thuộc Z. Rồi áp dụng cấu trúc này thì chúng ta có lời giải của bài toán như sau. Phương trình này sẽ tương đương với sin 2x bằng sin của pi trên 2 trừ đi x. À, các bạn đã phát hiện ra đâu là A, đâu là B rồi. Đây chính là A này. Và cái biểu thức này chính là B này. Từ đây phương trình tương đương với hoặc A bằng B tức là 2x bằng pi trên 2 trừ x cộng 2k pi và 2x bằng pi trừ đi B. B chính là pi trên 2 trừ x cộng 2k pi. Sau khi rút gọn thì chúng ta dễ dàng tìm ra được nghiệm sẽ là chuyển sang đây là 3x thì chia cho 3 thì là sẽ bằng pi trên 6 cộng 2k pi trên 3. Xin lỗi, thầy sẽ viết cẩn thận hơn để các bạn đỡ bị nhầm lẫn. Chuyển sang thì chúng ta được 3x bằng pi trên 2 cộng 2k pi. Chuyển sang bên này thì x sẽ bằng pi trên 2 cộng 2k pi. Ở phương trình đầu tiên thì chúng ta chia cho 3 thì x sẽ bằng pi trên 6 cộng 2k pi. Ở phương trình thứ hai chúng ta giữ nguyên là pi trên 2 cộng 2k pi với k thuộc vào z. Và như vậy chúng ta đã giải được phương trình rồi. Kết luận là gì? Để giải được những phương trình lượng giác cơ bản mà nội dung hôm nay chúng ta luyện tập thì các bạn cần phải nhớ được các cấu trúc. Nhớ được các cấu trúc. Cấu trúc thứ nhất là sin A bằng B. Cấu trúc thứ hai là sin A bằng C. Khánh Linh ghi xong báo cho thầy Khánh Linh nhé. Xong rồi ạ. Ừ, ok.
Rồi chúng ta xét sang ví dụ cái nội dung ôn tập tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ làm việc với Tang và cô Tang các bạn nhé. Chúng ta đã xuất phát từ ví dụ số 1 như sau. À, ví dụ số 1. Trong buổi hôm trước thì các bạn có làm việc với phương trình ví dụ như là tan x bằng căn 3 chẳng hạn. Thì để giải phương trình này thì chúng ta sử dụng đường tròn lượng giác. Đấy, chúng ta nó nằm ở đây. Căn 3 nó ở tầm này. Sau đó chúng ta vẽ một cái đường thẳng đi qua gốc. Đấy, các bạn nhớ lại nhé, vẽ đường thẳng đi qua gốc. Cái đường thẳng này sẽ cắt đường tròn lượng giác tại hai điểm. Thực tế nó có hai điểm nghiệm đấy, nhưng mà chúng ta chỉ chọn một điểm thôi. Đó là điểm pi trên 3 này. Sau đó chúng ta cộng thêm với kpi là được. Và phương trình có nghiệm như sau. X bằng pi trên 3 cộng với kpi. Với K thuộc vào Z. Đây là cách kết luận mà chúng ta thường dùng. Ngoài cách kết luận này, chúng ta còn có cách kết luận khác. Đó là chúng ta sử dụng hai điểm để kết luận. Chúng ta sử dụng hai điểm để kết luận. Điểm thứ nhất là pi trên 3 thì cộng với 2 kpi. Và điểm thứ hai ở phía dưới này nó chính là 4 pi trên 3. K thuộc Z. Nhìn chung các bạn sử dụng cách kết luận nào cũng được, nhưng thầy khuyến cáo là nên sử dụng cách ở phía trên. Thì nghiệm của các bạn nó sẽ gọn gàng hơn, đồng thời nó hay giống với đáp án hơn. Chúng ta chuyển sang ví dụ số 2. Thì cái nội dung hôm nay các bạn phải làm sẽ là như sau. Ví dụ như là giải phương trình tang của 2pi trên 3 trừ đi 2x bằng căn 3 chẳng hạn. Đấy, các bạn phải giải phương trình này. Thế thì cái phức tạp hơn ở đây nó chính là phức tạp về ẩn thôi. Chúng ta coi cả cái biểu thức này là x lớn. Thì cái bài toán phía dưới giống hệt bài toán phía trên. Và chúng ta sẽ có tương đương như sau. Tương đương với 2pi trên 3 trừ đi 2x sẽ bằng là pi trên 3 cộng với kpi. Đấy, bằng pi trên 3 cộng kpi. Từ đây thầy rút ra được 2x bằng gì? 2x sẽ bằng là 2pi trên 3 trừ đi pi trên 3 trừ đi kpi tương đương với 2x bằng pi trên 3 trừ đi kpi và dẫn đến x bằng pi trên 6 trừ kpi trên 2 với k thuộc vào z. Và chúng ta đã tìm được nghiệm của phương trình. Đấy, tìm được nghiệm của phương trình. Kiều Nhung ghi xong báo cho thầy Kiều Nhung nhé. Thầy em ghi xong rồi ạ. Ok. Chúng ta xét ví dụ số 3. Giả sử các bạn phải giải phương trình tang của 3x trừ pi trên 2 trừ pi trên 3 bằng tang của 2x trừ pi trên 6 đây chúng ta phải giải phương trình này
À, đến đây thì các bạn có thể dở cái tờ tài liệu của các bạn ra ấy. Các bạn sẽ nhìn thấy có một cái cấu trúc mà thầy để sẵn cho các bạn, tang A bằng tang B đấy. Thì thầy sẽ viết lại cấu trúc cho các bạn xem nhé. À, cấu trúc của chúng ta đưa ra trong bài toán này chính là tang A bằng tang B. Đấy, nếu bạn nào có tờ bài tập thì các bạn sẽ nhìn thấy là có cái cấu trúc này thầy để ngay trên đầu. Thì phương trình này sẽ được tương đương với A bằng B cộng KP các bạn nhé. Đấy, A bằng B cộng KP. Đấy, cấu trúc này rất là dễ nhớ này. Thì bây giờ chúng ta áp dụng vào bài toán thì A nó nằm ở đâu? Thì đây cái biểu thức này chính là biểu thức A này các bạn này. Đây chính là A này. Còn cái biểu thức này chính là biểu thức B này. Đây chính là B đấy. Áp dụng cấu trúc chúng ta được phương trình tương đương với A là 3x trừ pi trên 3 bằng B là 2x trừ pi trên 6. Sau đó cộng thêm kpi. Chuyển x về một vế thì chúng ta được x sẽ bằng pi trên 3 trừ pi trên 6 cộng với kpi. Rút gọn chúng ta tìm ra được x bằng pi trên 6 cộng với kpi với k thuộc vào z. Và như vậy chúng ta đã tìm xong nghiệm của phương trình. Có thể thấy rằng những cái nội dung mà chúng ta làm việc trong buổi hôm nay ấy, nếu các bạn nhớ được cấu trúc và thành thạo cấu trúc thì chúng ta sẽ làm được. Còn cái việc làm nhanh hay làm chậm, có sai nhiều hay sai ít, khẳng định là sai nhiều hay sai ít, nó do chúng ta làm nhiều hay làm ít thôi. Các bạn không làm thì nó sẽ dễ bị tính nhầm. Chúng ta xét ví dụ số 4. Giả sử chúng ta gặp phải phương trình như sau. Đó là tang của 2x trừ pi trên 3 bằng cotang của x cộng pi trên 6 chẳng hạn. Thì câu hỏi đặt ra là làm sao để giải được phương trình này? Thì thầy lại cung cấp cho các bạn một cái công thức như sau và một cấu trúc như sau. Đó là tang A bằng cotang của C. Biến đổi đầu tiên sẽ là tang A bằng tang của pi trên 2 trừ C. Và đến đây nó trở thành cấu trúc là tang A bằng tang B. Các bạn thấy được chưa? Đấy, nó sẽ trở thành cấu trúc là tang A bằng tang B. Và cấu trúc này chúng ta đã được học ở phần phía trên rồi. Đấy, chúng ta đã được học ở phần phía trên rồi. Áp dụng cấu trúc này vào bài toán thì chúng ta sẽ viết lời giải như sau. Phương trình tương đương với tang của 2x trừ pi trên 3 cotang chuyển về tang này bằng tang của pi trên 2 trừ đi cái góc C này chính là trừ đi x rồi trừ đi pi trên 6. Được chưa nào? Đấy. Bây giờ áp dụng công thức tang A bằng tang B thì A nó chính là thằng nào? Đây chính là A này các bạn này. Và toàn bộ cái biểu thức này chính là B này. Rồi bây giờ chúng ta áp dụng cấu trúc tang A bằng tang B nhé. Thì tương đương với A bằng B chính là 2x trừ pi trên 3. Đây là A này. Bằng B chính là pi trên 2 trừ x trừ pi trên 6 này. Sau đó cộng thêm kp. Rồi rút gọn x chúng ta được. Bên này sẽ là 3x. Phía bên này sẽ là pi trên 2 cộng pi trên 3 trừ pi trên 6 cộng với kpi. Các bạn có thể dùng máy tính hoặc là tính nhẩm thì chúng ta cũng rút ra được là 3x bằng
pi trên 3 cộng với pi trên 2 cộng pi trên 6 là xanh là pi trên 2 cộng pi trên 6 thì chỗ này thầy nhân 3 lên đây thì thành 6, 4, 2 phần 3 thành 2 pi trên 3 cộng với kp. Rồi chia cả hai vế cho 3 để tìm ra x thì nó sẽ bằng là 2 pi chia 9 cộng với kp chia 3 mở ngoặc k thuộc z. Và chúng ta đã tìm ra nghiệm của phương trình. Nguyễn Ngọc ghi xong báo cho thầy nhé. Bạn Nguyễn Ngọc ghi xong báo cho thầy nhé. Em xong rồi thầy ơi. Ừ, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt là vậy trong toàn bộ cái nội dung ngày hôm nay thì chúng ta có những công thức gì đáng quan tâm. Thì đây các bạn bắt đầu xem lại quá trình tóm tắt. Cái nội dung thứ nhất mà các bạn cần quan tâm đó là khi làm việc với sin và cos. À, chúng ta có công thức này. Sin A bằng sin B. Các bạn nhìn này, sin A bằng sin B thì sẽ tương đương với hoặc A bằng B cộng 2 kp, A bằng pi trừ B cộng 2 kp. Đây là công thức thứ nhất. Công thức thứ hai đó là cos A bằng cos B thì sẽ tương đương với hoặc A bằng B cộng 2 kp và A bằng trừ B cộng 2 kp. Các bạn nhớ được chưa nào? Đấy. Và khi nó có đồng thời cả sin và cos thì chúng ta có phương trình gì? Đó là sin A bằng cos B. Các bạn nhìn được chưa? Thì chúng ta sẽ biến đổi thành là, đó thầy viết sang bên cạnh cho các bạn dễ nhìn. Đó là sin A bằng cos B bằng cos C đi. Thì nó sẽ tương đương với là sin A bằng sin của pi trên 2 trừ C. Nếu chúng ta coi thằng đằng sau là B thì nó sẽ thành là sin A bằng sin B. Đấy, coi cái thằng này là B nhé. Và nó trở về phương trình đầu tiên. Được chưa nào? Trở về phương trình đầu tiên. Rồi cái công thức tiếp theo các bạn cần phải nhớ đó là tan A bằng tan B sẽ tương đương với A bằng B cộng thêm kp. Đấy, rất gọn gàng. Cô tan của A mà bằng cô tan của B. Chúng ta cũng có hình thức hoàn toàn như vậy. A bằng B cộng kp. Trong trường hợp có tan và cô tan, đó là tan A bằng cô tan của B của C, thì các bạn biến đổi thành tan A bằng tan của pi trên 2 trừ C, và nó sẽ trở thành tan A bằng tan B. Nó trở về bài toán đầu tiên. Một số lưu ý như sau. Lưu ý thứ nhất đó là các bạn không được làm tắt.
Vì khi các bạn làm tắt ấy, nó sẽ bị sai và nhầm lẫn nhiều lắm. Lưu ý thứ hai là hãy sử dụng đường tròn lượng giác một cách, xin lỗi, hãy sử dụng các cái công thức này hoặc các cấu trúc này với các bước như sau. Bước thứ nhất đó là các bạn nên viết lại cấu trúc sang bên phải giống như thầy đã làm. Và bước thứ hai thì chúng ta mới áp dụng cấu trúc. Cái lưu ý thứ hai này giúp các bạn nhớ được các cấu trúc này lâu hơn, kỹ hơn, và khi áp dụng thì chúng ta không bị sai. Các bạn nhé, không bị sai. Ngay từ thời điểm đầu mà làm cẩn thận, không sai thì sau này sẽ không bao giờ bị sai cả. Lưu ý thứ ba đó là chúng ta sẽ làm nhiều lần. Cái tờ bài tập này cho nó thật nhớ thì thôi. Rồi bây giờ thầy sẽ chia sẻ lại cái tờ bài tập cho những bạn chưa lấy tờ bài tập. Và bạn nào chưa lấy thì nên sắp xếp thời gian đến nhà thầy để các bạn lấy về làm bài nhé. Vì chúng ta còn rất nhiều bài tập phía đằng sau nữa. Trong quá trình làm bài tập, bạn nào khó khăn ở câu nào các bạn hỏi thầy. Nhắc lại hỏi thầy thì thầy sẽ hướng dẫn câu đó. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ cái tờ bài tập lên.